Rồi, mình chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Ăn Lúa Miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt ở phía sau khu vườn nhà mình ha. Đó. Hôm nay mình sẽ làm một món là cá lóc nướng chui. Đó, với mình ở đây mình có hai con cá nè. Một cái chê á. Một con cá lóc quay càng này bắt kìa. Qua đi được đi coi được cá lóc đi cá chê các bạn. Bự quá nè, cá lóc đậu. Đây càng này bắt kìa. Bắt đây kìa. Mình đã chặt thẳng dạ chúng ta. Bây giờ sẵn hai che đang mình xỏ sâu nó mình uống chui các bạn. Các hàng bắt nè. Rồi chào cô chú đi con. Chào cô chú. À, giờ mình chuẩn bị nước rơm để uống chui cá. Rồi, nhà theo dõi video mình nha. Nghe cả nhà giờ đã xỏ sâu một cái lóc với cái chê các bạn. Cầm xuống rồi xong mình hai cho con mình sẽ lấy rơm. Đây là rơm. Đó lại hút cơm cho cha kìa. Đây. À chưa. Bắp nổ luôn này cái này nổ có cơm luôn à, rửa trái rực à, đi nhỏ nhà dẫn rồi đó. Dạ. Ở đây các chị nó chín cái nước gì ra luôn rồi các bạn. Màu nó dẫn kìa. Chín chín rồi nha. Chín à? Không ngon mà bạn ăn nghe khen chưa khen để bán nè. Quá trời rồi, đi mẹ ăn đi. Đây các bạn, mình đã chuẩn bị cái mâm nè, một con nha. Thôi đi thôi. Cái ngồi xích da con đi dính lọ không con? Rồi, đây, đây. Đây cả nhà ơi, mình đã chuẩn bị một chén nước mắm cay nè ha. Nước mắm chua cay nè. Nè rồi, ngồi xuống mấy đứa. Quá trời nó thơm luôn à. Nó ngồi mèo. Ngồi xuống, lót dép ngồi xuống qua đây mấy. Đây, nó hỏi vừa thổi vừa ăn luôn cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Rồi, hai đứa con ăn đi. Rồi bắt. Trời, 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 nóng. Đây là cái ruột này kìa. Cái này ra đây đó. Có mọt không? Ngon khang. Ngon. Mẹ, ăn này gì? Đây chỉ là mấy đứa nhỏ ở nhà chứ mình ăn không ăn gì luôn. Rồi chỉ là mấy đứa nhỏ nó ăn thôi.
Ngon Khang? Ngon. Số 1 không? Số 1 hả? Số 1 đâu? Nóng hay gì ạ? Nóng. Ừ, bóc ra vậy ăn nó ngon, ăn bụi mà, ăn bánh chua mà. Đây cả nhà, mình thử miếng chè nướng. Ờ, ngon. Số mấy? Số 1 luôn hả? Ừ, vậy rồi. Vậy nó mới ngon. Chờ bẻ cái đậu ra nó được chứ. Vậy nó không bớt cái đậu chết luôn rồi. Chết sẵn rồi. Khang ăn chảy mồ hôi luôn rồi kìa. Không Khang, không chảy mỏi gì hả? Ăn cái lóc á, cái đó phải lấy cùng một lấy cái muỗng á, cá chè lấy cái muỗng còn cạo ra. Cái mẹ cái lấy cái muỗng ấy cho. À, còn nguyên cái mình cá là ngon muốn chết luôn. Mình cá ngon à. Chảy mồ hôi chảy mỡ luôn à. Ăn cái chê lấy cái muỗng cạo á. Ừ, cạo vậy đó. Cái chê nó rửa không được như cái lóc. Mẹ cạo cho nhỏ đi mẹ ơi. Con cạm lúc nó không ăn làm hồi chắc rớt hết trơn đây nè. Bẻ ra. Bẻ ra đi, bẻ ra chấm đi. Cái tay con nó chừng luôn à. Là một chén nước mắm gừng này các bạn, ớt cay này. Ủa. Đây mẹ cạo cho. Cạo da nè. Đây mẹ làm cho. Đây ruột cá nè cho. Trời ơi. Ơi ơi. Cảm ơn nha, cảm ơn nha bà. Bây giờ cá chê nó ngon quá. Mà nó khét chứ. Nè, đứa ăn cục. Ừ. Ừ, đây nha. Ừ. Tay thấy ghê quá Khang. Đó, ruột cá nè, chấm vô miếng đó. Trời ơi, trời ơi, đã nè. Bớt miếng nè. Ừ, ừ. Thật thật luôn. Dạ, nó quá. Ừ. Nó quá yếu nè. Quá trời hấp dẫn. Chó ngồi nó mà. Lu lu. Ê con. Đâu? Thấy ra. Ê. Lu. Ừ. Mày coi. Chọn luôn miếng. Nãy giờ 4 người chiến hết à. Gần hết con cá lóc à. Bụng ăn chảy mỡ luôn à. Hay cho mấy con lu miếng này đi. Con già. Alo.
Rồi. Sáng giờ con ba đi. Ai là không biết con với ba đi. Nè con cá lóc có cái má nè. Cái má không? Cái má nó có thịt nè. Cái má này, con má là thịt nè. Nghe này chấm ngon. Khang ơi. Dạ. Thịt không nè cả nhà. Ơi, nhiều thịt quá. Được không? Được cạo. Thôi cạo. Ừ. Bóc rồi. Thật má rồi. Ba, hãy dừng ghế nhìn kìa ba. Ừ, cho miếng rồi. Kìa. Cho má lên đi. Hả? Ba, hãy dừng gần cho nó ba. Còn đây thịt không? Hãy dừng gần cho nó ăn. Cái vàng cái chê ngon quá mà nó đi khét. Nè, này. Mấy lần gần cho nó ăn bà. Ừ, để hồi ăn xong rồi cho nó ăn. Nó đâu dám lại gần mình đâu. Để vào đây cho người ta ăn gì vậy. Không lo qua mình đâu mà. Nè, còn ăn không? Không phải không? Không phải không? Nè, nèm lại con lu. Ừ, có khét không? Ngon quá hả? Nhà da không hả? Nè, anh cứ cạo qua sạch không? Ê, vậy đó đừng cho nó à. Cạo sạch ra ăn được mà. Đây các bạn, con này cho con lu nha. Lu nha mình nè, ăn con. Ăn cơm cơm luôn. Rồi tha đi luôn rồi. Còn cá chê còn xương không nè. Đó. Rồi, đại chiến xong ha. Chắc mình cũng xin khép video đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Bye bye cả nhà nè. Bye bye. Bye bye.